nghe em bên bắt. Anh bắt cho em cái xe với. Ôi, rồi mình tắt đèn kia là tối, bật đèn ngủ lên là nó sáng một vùng luôn hả? Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long để hôm nay quay một cái vấn đề mà khá là độc lạ trong cái câu chuyện những video clip của Bùi Hồ, đó là một cái ngôi nhà tí hon của đôi vợ chồng son nha cô bác quý anh chị. Và trước đây thì mình có đọc trên một cái bài báo là ngôi nhà này thì của một bác nông dân tên là Ngọc Đẹp. Hôm nay thì ngôi nhà này vì lượng khách tham quan rất là nhiều nên ở đây phát sinh ra một cái quán cà phê, đó là cà phê ngôi nhà gỗ tí hon. Và để biết kích thước về diện tích của nó bao nhiêu nè, rồi ở trong đó có những nội thất có những gì thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Hôm nay thì ở nhà của hai vợ chồng chị chủ trẻ son này đang mở một cái quán trà sữa ở đây. Bây giờ chị em hai vợ chồng của chủ nhà này nói là để cho dọn dẹp tí xíu tại có đứa bé nhỏ nên là nữ ra là bề bộn. Bây giờ mình sẽ quay ở ngoài trước. Ở ngôi nhà này hình một cái vòng cung. Nhìn đẹp ghê ha. Vòng cung này ở ngoài này ở ngoài này là bằng gì ta? Giống như có một cái lớp xi măng vậy. Ở cô bác quý anh chị thấy không? Ở đây có cả luôn cái phần ống nhà bị cái phần ống nước hố ga ở đây luôn nè. Bên này cũng vậy, nó là một cái hình vòng cung luôn cô bác quý anh chị. Trước có một cái cửa sổ luôn kìa. Trước đây thì cái ngôi nhà như thế này nè thì nằm ở ngoài trời nhìn đẹp lắm, bay ly cam lên nhìn là số 1 luôn. Nhưng mà hôm nay thì không có bài được rồi. Bây giờ là mình sẽ hỏi chủ nhà thôi. Bây giờ mình sẽ vô ngôi nhà tham quan thôi cô bác quý anh chị. Đây là hai vợ chồng của chủ nhà đúng không? Hướng dẫn em vô tham quan với. Nhà mà không có chủ thì đâu ai dám vô đâu. Phải có chủ nhà giới thiệu mới. Em cài này anh lên anh mít cái này là anh mít hả? Dạ, nói chuyện có nói được đâu. Đâu có hiểu cái nhà này gì. Cái ngôi nhà này mấy cái cấu trúc hình vòm ha. Có một cái đèn sáng luôn á. Đèn này là năng lượng mặt trời hay anh? Không, đèn điện mà. Đèn điện hả? Cái cửa này á. Cái gỗ này là gỗ gì anh? Cái này là gỗ thông hay gì em? Cái này em cũng không gặp. Gỗ thông. Gỗ gỗ gì chị? Tùng á. Vô đi. Vô đi. Hai vợ chồng vô đi cho. Tại vì em cũng gành cái này của bà chị á. Của bà chị mới đặt trên mạng rồi nó cẩu như vậy đây. Ở đâu? Này là mình xuất xứ ở đâu? Thành phố. Ừ. Hay là như của bà chị bà ở bên nước ngoài á, rồi bà tìm hiểu trên mạng rồi bà đặt người ta đem về đây. Cái ngôi nhà này là trị giá là bao nhiêu tiền ta? Dạ cái nhà này nó là nhà không á là 140 triệu, còn luôn nội thất đó là 160. Là luôn nội thất là có tủ lạnh mini rồi cũng có máy lạnh. Chứ cũng đầy đủ chứ, mà tại vì đem lúc không ở đây sợ mất đem về nhà chồng nhưng mà cái tất cả đều làm gỗ hết như thế này nè. Tối rồi. Nó có nóng nực không? Dạ cũng nói chung là cũng cũng nực á ha. Nực tại hả? Vì nó cũng hơi hầm. Cửa sổ mình vẫn mở ra được hả? Em đóng rồi tại đóng. Dạ em đóng rồi tại vì có con nhỏ đó, nó quậy quá. Nó quậy quá sợ nó chồm nó té ra ngoài. Có một cái ghế salon này hả? Dạ đúng rồi, cái này kéo ra được luôn á. Đó cho em xem với. Ghê. Ồ hay ha. Cái này kéo ra nè. Là tối mình có thể ngủ thêm một người ở đây được rồi. Dạ đúng rồi. Mình dở ra. Thành ra một cái giường nghiêng luôn ha. Dạ đúng rồi. Ban ngày thì tiếp khách thì mình đẩy vô là một cái ghế. Dạ đúng rồi. Tối thì nó thành một cái giường. Cái diện tích của nhà mình là bao nhiêu ha? Là 12 mét vuông. 12 mét vuông. Dạ. Là chiều dài là 4 mét. Dạ. Chiều dài ngang 3 mét. Ngang 3 mét. Rồi cái việc mà nước sinh hoạt sao ta? Nước sinh hoạt đó là cũng dẫn đường nước đi vô. Hố ga. Hố ga, mình có hố ga. Nằm ở ngoài nãy. Âm ở dưới hồi nãy em thấy đó phải không? Dạ. Rồi cô bác với anh chị thấy có kệ tủ rồi hết luôn nè. Thiết kế này tiện lợi quá ta. Đầy đủ.
kệ tủ đầy đủ rồi, đèn đèn là người ta bắt sẵn cho mình luôn. Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Của nó hoàn toàn sẵn. Rồi là sẵn hết trơn. Ừ. À, mình đẩy vô đi. Thấy cái này có thể gắn máy lạnh được luôn mà đúng không? Dạ, đúng đây nè, nó có nè tại vì chỗ này mình gắn máy lạnh luôn ha. Dạ, mà tại mình tháo ra rồi. Vậy là nó đâu thiếu gì đâu. Nó đầy đủ hết trơn á. Nó còn một cái bàn gỗ nữa. Còn một cái bàn gỗ nữa anh. À. Còn bàn gỗ để dùng ăn cơm, uống nước trà này kia cũng là gỗ này luôn. À, lúc trước thì là ba của anh mua cho anh hay sao? Là của bà chị á, bà mua về của bà. Có sẵn hết trơn. Toàn bộ hết. Ừ. Tại mình đi về. Tại lúc chưa về đây là anh về nhà này cũng lâu rồi. Ờ, à, đây có điện nữa nè. Có à, một nè. Cái nơi để mà có bình hoa rồi ha. Cái hiện nay ngôi nhà này mình đã sử dụng được bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng gần 3 năm rồi. Gần 3 năm rồi hả? Nhưng mà thấy ở đây cái vật liệu, cái chất liệu nó vẫn còn rất là tốt ha. Dạ. Ở đây thì cái phòng này thì nó bao nhiêu mét á? 2 mét hả? Này luôn là 2 mét mấy. Tối anh với chị ở đây luôn ha. Dạ ngủ đây á. Dạ. Anh với chị ngủ đây rồi mình ở đây luôn. Dạ. Tại sao mình lại phát sinh ra một cái quán cà phê như thế này? Cũng bà chị với nó vô với hai chồng ấy quá thì về đây mở luôn đi. Rồi suy nghĩ tới thì nó là cũng nhà gỗ tiếng hòn cũng nhiều người cũng tham quan tới. Ừ. Vậy rồi sẵn rồi làm luôn. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 33, 32 rồi. 32 hả? Anh sinh năm 89 hả? Dạ đúng rồi. Đây cái giường gù ngủ có đầy đủ, cô bác anh chị có cái đèn ngủ đằng kia luôn kìa. Dạ có đèn ngủ luôn. Ồ. Đây này em mình bắt. Ờ à, anh bắt cho em cái xe với. Ôi, rồi mình tắt đèn kia là tối bật đèn ngủ lên là nó sáng một vùng luôn hả? Dạ. Hay ha. Anh, cái cảm giác của anh mà khi anh ở trong ngôi nhà như thế này sao? Nó, nói chung mình nó cũng thoải mái. Ừ, đây nhà vệ sinh cũng bằng gỗ luôn. Gỗ này thì sử dụng được bao lâu ta? Em này cũng không gành nữa. Em thấy nó bong lên không? Gặp nước, nhà xài nước nhiều quá nó bong. Ờ, đúng rồi. Hôm nay phải tráng xi măng mới được, gỗ nó cũng xài nước nhiều thì có thể nó gây ra bong lên ha. Dạ nó khô như bỏ lâu. Đúng rồi. À, họ có báo rằng là mình sử dụng được bao lâu không anh? Cái này chị này lúc có đem về nó sử dụng được bao lâu không vậy? Không, cái tuổi thọ của cái nhà. Cái tuổi thọ nhà này á. Bảo hành mười mấy năm luôn. Dạ. Cô bác ơi, cô bác với anh chị thấy một cái ngôi nhà như thế này mà cho hai vợ chồng với lại một đứa bé như thế này ở là một điều rất là ấm cúng ha. Nó hình một cái vòng trời á. Ở đây có đầy đủ ba hệ thống đèn, có luôn cả máy lạnh ở đằng này luôn nè. Là ở cái còn cái chỗ ví dụ như mình ở như thế này, cái chỗ nấu ăn nấu uống sao ta? Ở ngoài anh. Chứ ở trong đây không thể nấu ăn được hả? Dạ đúng rồi, đây trong nhà nó phòng kính này. À. Dạ. Ở đây là một cái tủ này để tivi đồ luôn nè. Dạ đúng, nó toàn bộ là để đồ đặt hết luôn. Ở trên này thì mình để tivi. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị. Ô chị mua đó hả? À. Nhưng mà chị đây cái nhà này là về đây là lúc em bỏ cũng như là chưa có ai ở chứ là em mới về đây ở đây à. Mà nói chung là tiện nghi rồi sợ nó mắc á. Rồi đem về nhà. Rồi từ ngày mà mình có cái ngôi nhà như thế này nè, rồi khách đến nhiều không? Cũng được. Được hả? Có khi nghĩa là cái ngôi nhà này nó làm cho mình tăng thêm thu nhập. Dạ. Hôm nay thì Bùi Hồng muốn giới thiệu cho cô bác một cái ngôi nhà này rất là độc lạ ha. Và đặc biệt ngôi nhà này thì người ta nói có thể di chuyển được luôn á. Dạ đúng rồi. Ừ. Anh tên gì? Tên Điền à. Anh Điền hả? Còn dạ. Còn chị? Tên Ly. À bé mấy tuổi rồi? Bé này bé được gần 2 tuổi rồi. Bé gần 2 tuổi rồi hả? Năng động quá mà. Rồi hôm nay thì mình muốn giới thiệu một cái ngôi nhà khá là độc cho cô bác quý anh chị xem, của hai cặp vợ chồng mà sống ở trong đây nhìn thấy thoải mái ghê á.
Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn anh Điền nhiều nha.